Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị và bà con gần xa. Kênh YouTube này chuyên gửi đến quý vị và bà con gần xa các hình ảnh về Huế thân thương của chúng ta, về sinh hoạt đời sống của người Huế chúng ta. Kính thưa quý vị và bà con, hôm nay là ngày cuối năm, một ngày thật linh thiêng đối với người Việt Nam chúng ta. Quang cảnh mà chúng ta đang xem là quang cảnh trước bến xe phía Nam thành phố Huế đấy quý vị. Tại những lời đầu tiên của video này, kênh cũng muốn gửi lời xin lỗi đến quý vị và bà con gần xa. Trong những ngày cận Tết vừa qua, bà con gần xa rất nóng lòng chứng kiến các hình ảnh của Huế chúng ta trong những ngày gần Tết. Bà con tại Huế chúng ta đón Tết như thế nào? Nhưng do vấn đề sức khỏe nên cái việc quay video và đăng lên kênh bị gián đoạn trong những ngày vừa qua. Hôm nay ngày cuối năm, một ngày trời nắng đẹp như quý vị thấy trên video, cho dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng rất cố gắng để quay video và đăng để quý vị xem như hôm nay. Thì thưa quý vị, chúng ta vừa khởi hành từ cái điểm mà quý vị thấy, đó là bến xe phía Nam. Chúng ta đang đi trên đường An Dương Vương, phía trước mặt là quẹo, hay là nó ngoèo Giang Say đó quý vị. Chúng ta thấy cái ngã rẽ bên trái chính là cái đường đi lên đường Ngựa Bình đó quý vị. Đi lên đường Ngựa Bình thì chúng ta sẽ gặp các cái di tích như là cái tượng đài Quang Trung, rồi núi Ngựa Bình, rồi là đàng Nam Giao. Con đường này tôi đã có dịp chia sẻ đến với quý vị rồi. Chúng ta thấy tại cái đoạn đường An Dương Vương này, hai bên người ta vẫn còn đang bán hoa, hoa ly, rồi là quật. Thời điểm này là khoảng 9 giờ sáng đấy quý vị. Đoạn này cũng có một cái xăng đấy quý vị. Thì tầm vài trăm mét nữa thì chúng ta sẽ đến cái cầu mà thỉnh thoảng đây đó trong các cái video của kênh tôi cũng có giới thiệu đến quý vị, đó là cái cầu An Cừu. Cạnh này là người ta bán chuối để mà cúng đấy quý vị. Thì người Huế chúng ta cũng tương đối có cái tính thờ cúng, cho nên chi bán đồ thờ cúng trong những ngày cuối năm này khá đắt hàng. Đây là một shop bán cá cảnh, chim cảnh bên cạnh đường An Dương Vương. Thì cô chủ quán thấy tôi quay thì cô cũng hơi tò mò. Chúng ta đi đến phía cầu An Cừu đó đây quý vị. Hai bên bà con đang còn mua bán hoa. Phía trước chúng ta là chợ An Cừu, cầu An Cừu. Cầu và chợ An Cừu cũng xuất hiện khá nhiều trong cái video mà tôi quay, bởi vì cái khu này cũng là gần trung tâm. Chúng ta thấy 30 rồi thì bà con vẫn còn đi mua sắm khá nhiều. Nhiều người cũng khá xong việc nhà dọn dẹp rồi tranh thủ đi mua sắm. Tối nay còn cũng giao thừa rồi mua hoa, mua quả, còn trưng trên bàn thờ tổ tiên. Chúng ta ngắm cảnh buôn bán đang phía trước chợ An Cừu, bên cạnh đường đoạn này là Hùng Vương ở đây. Có nhiều người buôn bán rồi lẫn ra cả đường người vì thế rồi phải có công an dẹp. Thứ nhất là trật tự, cái thứ hai là đảm bảo giao thông.
Đoạn này chúng ta thấy là có một cái đền thờ gì cũng là cổ mà tôi chưa có dịp tìm hiểu để giới thiệu với quý vị. Chắc có lẽ dần dần cũng sẽ cố gắng tìm hiểu. Bà con tiểu thương bán hoa bán quả, rồi bán các cái tháp bánh để mà trưng trên bàn thờ, rồi có bánh trưng nữa quý vị thấy không ạ. Các cái chậu hoa nhỏ, hoa lý, hoa lấy ơn. Ngày hôm qua thì hoa tôi nghe nói rất là đắt, nhưng mà ngày hôm nay giá hoa giảm xuống cũng phải hơn 30% rồi quý vị. Hôm qua bán 3 như hôm nay còn lại là 2. Đặc biệt là hoa ly ngày này rất là giảm giá, nhưng mà hôm qua lại rất là được giá. Đây cũng có cái nhà thờ gì đây cũng rất là cổ đấy quý vị. Huế cũng theo tôi nghĩ là một cái nơi còn bị nhiều bí ẩn, nhưng một cô gái còn có nhiều cái bí ẩn cần phải khai thác. Rất là nhiều cái đền đài rất là cổ mà ngay cả bản thân tôi ở Huế cũng ít biết. Không biết quý vị có biết không? Chỗ này chỗ kia, nếu quý vị thấy trong video quý vị biết thì xin hãy bình luận ở bên dưới. Chúng ta đến đây là ngã tư, mà hôm trước chúng ta cũng có một cái video. Bên trái chúng ta là đường Bà Triệu, trước mặt là cái khu siêu thị Cóc Mắc. Bây giờ chúng ta rẽ qua đường Bà Triệu, chúng ta đi về đường Bà Triệu tí quý vị nhé. Trong đường Bà Triệu này, nếu quý vị đi hết đường thì quý vị sẽ đến cầu Vị Già, và vượt qua bên kia cầu Vị Già thì quý vị sẽ đi về đường Phạm Văn Đồng. Thì khu vực này hồi xưa rất là ít nha, nhưng mà kể từ khoảng năm 2005 thì người ta bắt đầu xây dựng, thì nhà cửa bây giờ cái khu bên này rất là sầm uất quý vị. Nhà cửa cao to, và nói chung cái khu đi qua cầu Vị Già thì có nhiều sếp có tiền, người ta mua nhà mua đất và làm những cái nhà cao to và nhiều trụ sở, nhiều trụ sở nhà nước cũng như cả công ty lớn người ta xây dựng cũng rất là đẹp. Nói chung là cái khu mà vượt qua cầu Vị Già tí nữa quý vị thấy bây giờ là tương đối đắt tiền. Còn đây chính là cái ngã tư đường Trường Chinh đấy quý vị này. Rẽ vào đường Trường Chinh là quý vị có một quán nhậu Ba Chánh cũng khá nổi tiếng ở Huế đó quý vị. Quán nhậu Ba Chánh đó có cái món mà tôi ăn rất là tâm đắc ở Huế, đó là cái món cua trứng, nhưng mà đặc. Nói chung là làm tháng này nhậu vài lần hết, được vài lần là ngon đấy. Sau cái chỗ này quý vị thấy đây là đường Tổ Hủ quý vị nghe, phía bên phải thôi quý vị. Thì con đường này khá lớn, quý vị thấy là đường bốn làn xe chính thôi, bốn làn xe ô tô, một bên thì có thêm mỗi làn xe máy nữa. Đây là cái đường Tổ Hủ này trong thiết kế của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nối từ cái đường này về tới sân bay Huế đó quý vị. Sân bay Huế là tại Phú Bài quý vị biết ạ, chạy thẳng song song với quốc lộ 1. Đường này gọi là đường Tổ Hủ. Thì trên cái trục đường Tổ Hủ này có các cái cơ quan hành chính của thành phố Huế cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế, như là trung tâm hành chính thành phố, rồi là chi cục thuế tỉnh. Đây thì chúng ta đi vào cái nhà thi đấu trung tâm thành phố Huế. Cái chỗ này cũng tương đối mới đó quý vị, xây từ tầm 2007-2008 gì đấy, tôi nhớ mạng mạng như vậy. Trước đây cái khu vực này xây dựng giải tỏa cũng xảy ra nhiều cái vấn đề tranh chấp đất đai của người dân, nhưng mà hiện nay thì cũng khá yên ổn.
Nói chung Huế xây dựng thì cũng hay gặp cái vấn đề tranh chấp, vì dường như là bà con không thuận lòng trong cái chuyện mà giá cả đền bù, giá đất, giá đai này nọ. Đây chúng ta thấy là cái ngã tư giao nhau với đường Lê Quý Đôn phía bên tay trái đó quý vị, còn phía bên tay phải chúng ta là giao nhau với đường Dương Văn An. Chúng ta thấy đi thẳng vẫn là đường Bà Triệu, còn phía trước mặt là cái khu vực sân vận động Tự Do của Huế đó quý vị. Bên ngoài chúng ta chỉ thấy cái hàng rào thôi đúng không? Đây, cái đường này là đường Dương Văn An này quý vị. Chúng ta đang đi thẳng, cũng đang trên đường Bà Triệu đấy quý vị. Bên trái chúng ta cũng đang giao nhau với đường Nguyễn Thái Học đó quý vị. Đi vào đường này thì chúng ta sẽ gặp cả cái đường đi bộ như là Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, ba cái tuyến đường đi bộ mới của Huế. Chúng ta đang đi trên đường Bà Triệu đấy quý vị. Một chút nữa là chúng ta sẽ gặp một cái cầu gọi là cầu Vị Già, thì qua bên kia cầu chính là cái khu vực Nguyễn Sinh Cung, đường Phạm Văn Đồng. Và tôi có vừa giới thiệu quý vị đoạn hồi nãy, thì cái khu vực này cũng mới, khu quy hoạch ấy, khu dân cư mới ấy. Bây giờ người ta cũng khá nhà cửa cũng mọc lên nhiều. Còn ở đây là cái chợ cổng đó quý vị. Thì cái chợ cổng này nó nằm bên cạnh đường Nguyễn Lộ Trạch, con đường mà giao cắt vuông góc với cái cầu Vị Già đấy, cùng bên cạnh cái bờ sông Như Ý, ngay cái đoạn cầu Vị Già đó quý vị. Cái cầu Vị Già này nếu quý vị đứng ở vị trí đập đá quý vị nhìn lên thì tầm cỡ hơn cái số quý vị thấy cầu này. Bà con người ta cũng đang còn mua sắm cũng khá đông đúng không, nô nức chuẩn bị cho một cái Tết sao cho ấm cúng, sum họp với gia đình, rồi bằng lòng với những vị đã khuất, những người trong gia đình đã khuất, cũng như là thân thánh mà bà con thờ cúng trong những ngày cuối năm này. Bây giờ chúng ta đang rẽ qua đường Nguyễn Công Trứ thưa quý vị. Con đường này cũng song song với cái sông Như Ý. Quý vị đi ngang phía tay phải, cách con đường này tầm cỡ 100 mét thì chưa tới, khoảng 50 mét thôi, thì quý vị sẽ ra cái bờ sông Như Ý. Ở đây gọi quán cà phê đúng không? Nhìn cũng đẹp. Những con đường này nếu quý vị đi thường xuyên thì cũng hay thấy khách du lịch nước ngoài người ta đi dạo ngắm cảnh vào ban đêm. Cho dù con đường này không đẹp nhưng mà nó nằm cạnh cả cái đường như là cái... Đây là đập đá rồi đó quý vị này. Đấy, đi ra đây là đập đá. Rồi đi lên tí nữa là có cả cái tuyến đường đi bộ đúng không? Chúng ta đi qua cái đập đá này thì đúng không? Ở đây có một quán ăn nghe rồi vì thấy là cũng đông khách. Quán này thằng là bán bún, cả cái đồ ăn sáng. Còn ở bên kia đập đá thì có quán cơm hến. Vì thấy đập đá bây giờ cái mặt đường được thảm rất là bằng phẳng. Trận lụt vừa rồi thì cũng vừa mới làm xong nhưng mà bị bóc luôn cả cái phần mặt đó quý vị. Hiện nay người ta đã sửa lại rồi đúng không?
Vua Ngọc của chúng ta về phía tay phải đó là đường Hào Mặc Tử thưa quý vị. Đây, cái khu này có quán cà phê đang được sửa chữa lại thưa quý vị. Chúng ta thấy đang ở cái đập đá cái cuối nguồn của cái sông Như Ý. Và bây giờ đây là cái khu vực sông Hương này quý vị. Quý vị nhìn lên quý vị thấy cầu Trường Tiền phía trên đúng không? Và nhìn kỹ hơn chúng ta thấy cái nhà hàng nổi sông Hương nữa đúng không? Chúng ta ngắm về cả cái ngã rẽ, cả cái nhánh sông Hương, ôm cây cầu Hến. Đây là cái khách sạn Hương Giang, có cả cái thuyền rồng đang chờ cái khách, nhưng mà 30 rồi chắc là nghỉ đúng không? Rồi chúng ta đang đi trên đường Lê Lợi đó quý vị. Bên trái chúng ta thì xin lỗi, bên phải chúng ta là vẫn đang còn cái khách sạn là Hương Giang. Bên trái chúng ta thì có cái tuyến đường đi bộ mà chúng ta đã có dịp đi bộ rồi, có cả cái video đi bộ trong trong kênh này quý vị nhé. Quý vị vào một video quý vị tìm con đường đi bộ, quý vị sẽ thấy chúng ta có cả cái video đang đi bộ trên cả cái tuyến đường như Chu Văn An, Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, rồi là Nguyễn Đình Chiểu. Còn đây là khách sạn Century. Khu này thì thường là rất đông khách du lịch nước ngoài tập trung tại đây, ăn ở tại đây, chơi dở tại đây khá nhiều. Nói chung là dân ở đây giàu lên cũng như khách du lịch, và cũng hy vọng Huế làm rằng thu hút thật nhiều khách du lịch để cho dân nhờ, cũng như là dân giàu thì nước mạnh, tất nhiên chính quyền sẽ có nguồn thu. Bên phải chúng ta chính là cái bến Tòa Khâm đó quý vị. Để chúng ta rẽ vào bến Tòa Khâm chúng ta tham quan tí. Trước mặt chúng ta là công viên 3 tháng 2. Tại cái vị trí bến Tòa Khâm này, quý vị vào đây trong lúc chờ thuyền rồng thì quý vị có thể ngồi uống cà phê ở tầng dưới bên cạnh bờ sông, hoặc lên tầng trên bên cạnh bờ sông ngắm cảnh sông Hương cũng tương đối đẹp, tức là tương đối toàn diện trong cái đoạn này. Và chúng ta thấy vừa rồi là có cái phố đi bộ đúng không? Như tôi nói hồi nãy thì đây chính là cái công viên 3 tháng 2. Còn chúng ta vừa ở cái bến Tòa Khâm chúng ta đi ra. Thì tôi nhớ là Tòa Khâm là cái nơi hồi xưa nổi lên cái phong trào đấu tranh dân chủ của thanh niên Việt Nam. Trong đó có lãnh tụ Việt Nam đó là Bác Hồ. Đang có một thời đang hoạt động ở đây. Chúng ta đang đi trên đường Lê Lợi đó quý vị. Một chút nữa chúng ta sẽ đến cầu Trường Tiền. Bên trái chúng ta thấy là Đại học Sư Phạm đúng không ạ? Đang mùa xuân, cây cối chuyển mùa, chuẩn bị đâm chồi nảy lộc, cho nên chi lá rụng thì cũng nhìn chưa được xanh mượt lắm, nhưng mà chuẩn bị một cái nguồn sống, một nội lực mới trong chính thân một cây cây rồi đúng không? Chúng ta nhìn ra phía công viên thấy cái biểu tượng của Bia Huế đúng không? Tôi yêu Huế Đà. Bia Huế là bia hú đá đấy. Thì hiện nay bia hú đá lon thì cũng bao này quý vị. Trước đây thì tôi không thích lắm, nhưng mà đợt này uống thấy được, cho nên chị Tết này còn mua mấy thùng để uống Tết.
quý vị rảnh về Huế ghé nhà tôi uống hũ đào quý vị nhé. Ở đây là ngã tư đây đó quý vị, bên kia là cái cầu Trường Tiền. Còn phía chúng ta thấy hồi nãy cái nhà lần lớn là khách sạn Morin đúng không? Chúng ta đi qua cầu Trường Tiền quý vị nhé. Mùa Tết thế nào? Thường người tôi thấy cầu Trường Tiền về Tết là người ta hay trang hoàng. Ở phía trên treo đèn, treo đuốc, treo cả cái bông rôn mừng năm mới. Nhưng năm nay sao không thấy nhỉ? Chúng ta thấy phía trên vẫn còn trồng trơn đúng không? Thì năm 2018 này cũng là năm festival đấy quý vị. Thì chắc có lẽ là đến mùa festival người ta mới trang trí chắc. Chúng ta đang đi qua cầu bằng xe máy. Tôi vừa đi vừa lái xe đấy quý vị, vừa cầm cái điện thoại. Thì tất nhiên cái điện thoại này để mà quay được như thế này á thì có cái cần chống rung quý vị nhé. Cái cần này quý vị mua rẻ thì của Trung Quốc. Tôi cũng mua cái của Trung Quốc tầm 2 triệu rưỡi á, tức là hơn 100 đô tí. Cũng đầu tư đấy. Và để quay video cho nó mượt, quý vị xem cho nó tốt, đỡ mỏi mắt, chóng mặt. Và cũng mong quý vị luôn luôn ủng hộ kênh quý vị nhé. Xem kênh thì mong quý vị chúng ta tương tác bằng cách đăng ký, tức là subscribe, like và chia sẻ video đến người thân bạn bè để cập nhật các cái hình ảnh mới nhất, thường xuyên nhất ở Huế. Chúng ta đang ở phía bắc của cầu Trường Tiền đây quý vị. Đây là trước cái siêu thị Cóp Mắc. Người dân vẫn đang còn đi mua bán, chuẩn bị cho những ngày đầu năm. Đây là ngày cuối năm rồi, thời gian đã cận kề. Ai mà còn những cái việc gì chưa chuẩn bị cho đầu năm thì chắc có lẽ là bà con giải quyết nốt trong ngày hôm nay. Đang còn cái cảnh chợ hoa, cái cảnh về nhà chơi kìa mọi người. Chừng 3 ngày Tết cho nó đẹp, đậu một cái Tết cho nó vui vẻ, hiếu khách. Mong cho một năm mới như ý, hạnh phúc, yêu thương, thành công và mọi chuyện tốt đẹp như mong đợi. Bà con vẫn bán cả cái đồ chơi trẻ rồi, đồ chơi trẻ con, bao lì xì, quý vị cần bao lì xì đặt mua nha. Đây là một cái cửa của chợ Đông Ba đấy, của bến xe. Một cái cửa của bến xe Đông Ba. Rồi đây có lẽ là cái cửa chính của bến xe Đông Ba. Thì về cái bến xe như thế nào, hiện trạng như thế nào thì tôi vừa có một cái video cách đây khoảng hơn tuần đúng không? Quý vị có thể vào kênh quý vị tìm cái video đó quý vị xem quý vị nhé. Chúng ta đang vào bằng xe máy chậm chậm phía trước chợ Đông Ba đấy. Bây giờ có lẽ nếu vào bên trong chợ thì
chắc là đông. Cảnh mua bán cuối năm chắc là tấp nập. Mà chắc có lẽ là hẹn quý vị lúc khác. Bây giờ thời gian cuối năm cũng tương đối eo hẹp, chúng ta không vào quay bên trong chờ, thì quý vị cũng thông cảm. Tuy nhiên cũng có một cái video cách đây khoảng cỡ một tuần, chúng ta vừa quay chợ Đông Ba, vừa quay bến xe Đông Ba, quý vị có thể xem lại video gần đấy thôi. Rồi quý vị nào thường xuyên theo dõi kênh thì quý vị sẽ chắc là xem video đó rồi. Thì bà con mua bán chợ Đông Ba thì cũng nhộn nhịp, bên trong cảnh quan thì tôi cũng đã quay tương đối nhiều cái góc cảnh, chỉ trừ là cả cái quán ăn, cái hàng rong. Mà một số quý vị là yêu cầu khi nào đi ăn cả cái món ăn mới, cả cái cảnh mới ở Huế thì quay lên để quý vị xem luôn. Thì cái này cũng chưa có dịp. Mặt khác muốn làm được điều đó thì khi nào quý vị thông cảm, thì trong tuổi mình có rụng rịnh để đi ăn để uống được. Người ta vẫn còn bản hoa đấy quý vị. Nói chung là nhịp sống ở Huế cùng thảnh thơi đúng không? Phải dùng cái từ gọi là khá thảnh thơi và không an nhàn lắm, nhưng mà cũng có thể so với các nơi khác có thể là an nhàn hơn. Ở bên kia là cầu Gia Hội rồi, trước mặt là cầu Gia Hội. Gia Hội rồi qua đường Trịnh Công Sơn, rồi qua đường Chi Lăng, rồi về đường Huỳnh Thúc Kháng. Đây là đường Phan Đăng Lưu. Thì tất cả những cái cạnh đường này tôi đã có video giới thiệu với quý vị rồi. Còn đây chính là cái công viên Thương Bạc, phía trước mặt bên trái đền nổi, phía trước mặt nhà văn hóa thành phố Huế. Công viên Thương Bạc này đối diện với công viên 3 tháng 2 qua sông Hương. Thì nơi công viên Thương Bạc này thường diễn ra các cái trò chơi vui xuân. Vài ngày nữa sẽ có những cái trò vui xuân, rồi là hồi xuân ở công viên này. Ở đường này là đi vô đường Đinh Tiên Hoàng, quý vị, đi vô thành nội. Nếu quý vị đi hết đường Đinh Tiên Hoàng thì có một cái tuyến đường rất mới chạy thẳng ra tới xìa luôn. Đó là tuyến đường người ta đặt là Nguyễn Chí Thanh. Đây là đoạn đường Trần Hưng Đạo. Vừa rồi là từ cái chợ Đông Ba cho đến đến nay thì đó là trên đường Trần Hưng Đạo hết quý vị nhé. Chúng ta sắp đến cái ngã ba giao nhau với cái cầu Phú Xuân, hay còn gọi là cầu mới. Và qua khỏi cầu mới thì chúng ta sẽ gặp cái bến xe Nguyễn Hoàng, và qua cái bến xe Nguyễn Hoàng sẽ là cái trung tâm đón Tết của thành phố Huế. Đó là quý vị biết cái gì không ạ? Đó chính là cái chợ hoa trước kinh thành Huế. Đây là câu mới quý vị. Không biết hôm nay chợ hoa nào người ta đã bán hết đồ chưa, bán hết hoa chưa. Đây là bên phải là cái bên xe Nguyễn Hoàng, nơi đổ xe du lịch tham quan Đài Nội Huế, kinh thành Huế. Phía ngoài là chúng ta thấy cái khu vực được Phú Vân Lâu, cái này công viên.
mà tôi không thấy tên. Có thể chúng ta tạm gọi là công viên đường Lê Duẩn này, hay là thành phố Vân Lâu gì cũng được. Bên phải chúng ta thấy là cái kỳ đài rồi đúng không ạ? Cái cột cờ, cái khu vực này người ta gọi là kỳ đài. Trước kỳ đài, chung quanh phố Vân Lâu người ta buôn bán hoa, vẫn còn khá nhiều hoa. Nhưng mà nói chung năm nay nếu mà nhìn cái tình hình như thế này thì tôi vẫn thấy là bà con buôn bán tương đối tốt đấy, hoa năm nay bán được. Đến 30 rồi thì vẫn còn hoa như thế này thì bà con bán cũng tốt. Một số người đang còn chuyển hoa đến nữa, có nghĩa là đang bán hoa được đấy, chưa chuyển về hết mà đang còn chuyển về, chuyển đến. Thì thời điểm này có thể quý vị mua cũng hoa chắc là chưa chắc đã rẻ. Năm nay một cái cặp cúc đường kính khoảng hơn nửa mét, chiều cao tầm cỡ 70-80 thì giá là khoảng 250. 250 tức là khoảng cỡ 12 đô đúng không? Để chơi được. Tôi vừa mua một cặp, vì có dịp về ghé thăm nên đi nào quý vị nhé. Trước đây tôi cũng có một cái video quay cũng khá chi tiết về cái chợ hoa này, vì muốn xem lại cái chợ hoa như thế nào, người ta bán gì thì xin mời quý vị xem cái video đó quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta có thể là đi lượt qua để xem bà con mua sắm như thế nào. Người mua thì đã mua đủ chưa, người bán thì đã bán hết chưa. Chúng ta thấy trước đây bên trong các nhà lang lang rất nhiều, nhưng bây giờ chúng ta thấy bà con bạn cũng vơi hết rồi đúng không ạ? Sức mua như vậy cũng khá lớn của mình nhỉ. Người dân thì theo quy luật có lẽ là càng ngày càng khá lên thôi. Thì khá lên thì chăm lo. Hồi xưa thì hạnh phúc thì ăn no mặc ấm, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ phải là ăn ngon mặc đẹp, thậm chí chơi sáng. Người mua giàu có đẳng cấp thì là chơi sáng, còn người vừa với tâm trung với tâm khả là ngon đẹp là được rồi. Ngon thì hơi khó, nhưng mà đẹp thì sau hồi xưa thì bây giờ thì đẹp nhiều. Mai cũng còn khá nhỉ. Mỗi năm thì tôi cũng hay rất là tiết kiệm, tầm cỡ 90 giờ tối thôi tôi mới đi mua hoa quý vị. Năm nay mua hơi sớm tí, được 3-4 ngày gì đấy vừa tôi đi mua, do vấn đề sức khỏe cho nên tôi cũng không đi mua được. Nhưng mà thường mỗi năm vào tối 30 Tết như thế này ấy, mà quý vị đi mua tầm giờ mà trước giao thừa tí ấy, thì hoa rất rẻ. Lúc đó thậm chí người ta bán đổ, bán tháo, người ta bán hết. Có thể là một chầu một cặp bình thường người ta bán 500, thì tối đó như lúc người ta bán 50 ngàn, thì tất nhiên người ta phải bán để bỏ đúng không? Thế là ở đây quý vị thấy là cái kỳ đài, trên cái kỳ đài quý vị có thể đi làm, có cả cái khẩu thần công và cái video trước tôi cũng có giới thiệu quý vị đến đây. Thì bây giờ Huế bắt đầu là sử dụng cái thần công bằng các đêm để trình diện thu hút khách du lịch cho quý vị. Khi nào có dịp tôi mời quý vị xem Huế bằng các khẩu thần công này như thế nào quý vị nhé.
Còn bây giờ quý vị thấy chúng ta đi qua đây, chúng ta gặp ông thầy đồ bạn chữ đúng không ạ? Nói vậy thôi chứ quý vị thấy đây có cái ăn cái việc thư phẩm thì khách qua đường hãy nhờ anh viết mấy câu về treo trong nhà cho nó có chữ có nghĩa, cho nó nho nhã gia phong thì đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đang ở bên bờ nam cầu Trường Tiền đó quý vị. Trước mặt chúng ta là khách sạn Sài Gòn Marine đúng không? Đây là đường Lê Lợi đi lên phía cầu mới. Chúng ta đang đi thẳng qua đường Hùng Vương Huế. Thì trên đường này có rất nhiều cái khách sạn lớn như là khách sạn Hoàng Đế, chúng ta thấy bên phải, rồi khách sạn nhỏ nhỏ đang xây dựng trước mặt, các quý vị thấy đó là tòa nhà Vincom. Khách sạn Hoàng Đế phía trước kia dưới chúng ta nhìn rất là sáng đúng không? Đây là cái ngã tư giao nhau với đường Trần Cao Vân. Hùng Vương giao nhau với Trần Cao Vân. Bên trái này người ta cũng đang xây một khách sạn mới. Ngã tư này giao nhau với đường Nguyễn Tri Phương. Thì bên này có một cái quán chè. Bên trái quý vị có một quán chè rất nổi tiếng của Huế. Và bây giờ người ta vẫn còn bán. Đó là quý vị biết quán chè gì không? Quán chè nổi tiếng ở Huế là quán chè gì quý vị nhớ? Vâng, đó là quán chè Hẹn quý vị. Khi nào mời quý vị chúng ta vào ăn chè tại chè Hẹn quý vị nhé. Quán này tôi nhớ hồi tôi nhỏ nhỏ cũng đã đi ăn rồi, bây giờ vẫn còn đó. Như là cái quán bánh lọc bà đỏ. Đây là cái ngã sáu ăn cầu là cái tòa nhà Vincom này đúng không? Bên kia là cái nhà văn hóa Huế. Ở giữa là chúng ta thấy cây bồn binh được trồng hoa treo cờ cho năm mới rất là rực rỡ. Đường chúng ta nhìn thấy theo cái chiều dài cột điện đó là đường Lê Quý Đôn hồi nãy chúng ta có dịp đi qua. Ở bên kia nhà văn hóa trung tâm thành phố Huế thì quý vị thấy ngay chỗ ngã sáu ăn cờ đúng không? Người ta vẫn diễn ra cả cái cảnh buôn bán hoa chuẩn bị cho ngày Tết. Cái tòa nhà lừng lững trước mặt là khách sạn Indochi đâu. Đây cái trục đường Hùng Vương. Vâng, video đến đây cũng tương đối dài và đã dẫn đưa quý vị chúng ta tham quan một vòng người dân Huế chúng ta chuẩn bị đón Tết như thế nào. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, thịnh vượng, hạnh phúc. Và mong quý vị không quên ủng hộ kênh, tương tác, subscribe, đăng ký, like và chia sẻ video quý vị nhé. Và thêm những cả cái bình luận
góp ý để cho kênh càng ngày càng được tốt hơn, nhằm phục vụ quý vị một cách như quý vị mong muốn. Vâng, trân trọng, mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở các cái video tiếp theo.